Ok, đây là Nemo. Ngày hôm nay Nemo sẽ bay vào Sài Gòn với chủ. Hôm nay là Nemo tròn Nemo được 4 tháng và 5 ngày. Cho Nemo xích lại một tí nào. Cho đứng nào. Cho Nemo đứng đi. Nào Nemo đứng đây nào. Đây. Dài như là vừa cao vừa dài và rất đẹp trai. Nemo vừa mới cân xong là hôm nay là Nemo được 19 cân. Đã giảm cân một tháng nay. Đứng yên, đứng yên, đứng yên, đứng yên, đứng yên. Hey, Nemo. Không cho xích lại đằng này. Sát quá. Đây, để chỉnh. Anh chỉnh Nemo thì mới được. Lại một tí này. Hôm nay lại mưa, thành ra là không kịp quay ở bên ngoài. Không kịp quay ở ngoài vườn. Được rồi, ok. Nhìn thấy ở trong video chưa? Rồi. Rồi. Lắp cái chân vào. Đèn đi ra. Nemo đang thì được vào trong nhà đang muốn chơi. Nào ngồi xuống nào. Em cái đuôi lại đằng sau nào. Không. Không, không chạy theo chị. Vớ vẩn. Chúng ta ngồi ở đây thôi. Không có đi đâu cả. Ok. Cái đàn cún này thì có hai cún là chủ cái trường hợp nó hơi đặc biệt. Một đứa thì là ok, yên để anh nói chuyện. Một đứa thì là chủ ở bên Nhật chưa về kịp, cho nên là người nhà ở nhà chăm là sợ là chăm không quen chăm chó không cẩn thận được, cho nên là nhờ gửi lại trại chăm thêm một tháng. Còn một chủ thì sửa nhà nó cái lịch nó không như dự định cho nên là bị xong muộn, thành ra là cũng lại gửi lại trại nuôi thêm một tháng, hơn một tháng rồi mới đón. À, chính là thằng Nemo này và thằng Sumo, cho nên là hôm nay là nó 19 cân rồi mới đón đây. Đây, cho mọi người ngắm một tí. Đẹp dài không? Rất đẹp dài. Quá đẹp dài. Nhìn mặt đúng con Bono rồi. Nào. Đây, lông này. Thay lông xong rồi. Bây giờ bắt đầu là chớm vào thay răng. Bắt đầu mọc răng cửa. Khép cái chân vào. Chân dài ngồi cứ xòe chân ra vậy. Nào. Thích cái nhẫn hả? Tại sao đứa nào cũng thích gặm cái nhẫn này này thế nào? Mát à? Hả? Có phải mát đâu? Màu mảng, nét căng, đâu ra đấy?
Đây, bình an. Đấy. Ngực nở. Trời ơi, ôm một tí chim hòa ra này mệt lắm. Đây là hôm nay là Nemo nó lại trúng vào cái ngày mưa cho nên là chả kịp tắm rửa gì cho Nemo cả. Thì chủ về rồi, chủ xem cái video này thì chủ về, chủ chịu khó chủ lau người cho Nemo cái. Tối nay là Nemo ở Sài Gòn rồi, đêm nay là ở Sài Gòn rồi, thì chủ chịu khó chủ lau người cho Nemo cái. Không hôi đâu nhưng mà rốt là nó được một cái, là cái rốt chuẩn nó được một cái là nó không hôi. Là đây này, nếu mà hôi thì không thể mà ôm hôn thắm thiết để như thế này đâu. Mỗi giống nó có đặc trưng mùi, còn nhiều bạn thì nuôi vào những cái con rốt có thể là nó nặng mùi hay như nào đấy, thì thấy mọi người phản ánh là cái con rốt nó hôi. Còn mình thì mình thấy là rất là nhiều người đến trại đều có một cái nhận xét chung là cái con chó nó không có bị hôi. Mà dù là mấy đứa thường thường ấy, là cái lịch tắm cho chúng nó là khoảng tầm 2 tuần cho đến 1 tháng mới tắm một lần. Thường thường là khoảng 2 tuần, còn tùy mùa, mùa đông thì có thể cả tháng mới tắm một lần. Nhưng mà chúng nó không có hôi. Còn nó trong những cái trường hợp mà nó nghịch bẩn hay là này kia thì đương nhiên là phải tắm rồi. Còn bình thường là chúng nó sạch sẽ, là ra vườn lăn lộn thoải mái, không có mùi gì cả. Gãi ngực phê, nhấc chân lên này. Thôi được rồi, kệ kệ quay đi. Đây là cho chúng nó dặn dày xương gió. Ở bên này là nuôi theo cái môi trường ở ngoài trời luôn, để về nhà chủ nuôi thì cái con chó nó ok, nó khỏe mạnh, không phải lo lắng gì nhiều. Thôi nào, nào. Đây, ngang đây. Chân thế nào này, cứ ngồi này, cứ chân này, cứ để thả lỏng ra, ngồi mệt mông xuống hả? Hả? Thế nằm ra. Đấy được. Cho cái máy nó sắp xuống để nhìn người này. Đây nha. Bây giờ Yên, nào Yên. Nó dài như thế này rồi đây. Đây. Để cho mọi người nhìn cái lông của chúng nó. Đây là con chó này. Con chó ở cái tuổi này nó đang ở cái tuổi thay lông. Nếu mà những cái con lông dài ấy, là lông nó sẽ rất là phân. Ở đây mọi người có thể nhìn thấy cái lông của con chó này, 4 tháng nó không xoăn đâu. Như thế này là tức là cái lông khi mà nó trưởng thành nên là nó sẽ là cái con chó lông nó rất là ngắn. Đàn này là được cái chất lông thì là chất lông của đồng ngoại, chất lông của mẹ, lông tốt, lông ngắn.
cái màu mảng thì lại màu mảng ăn theo bố, nên là màu mảng các cái mảng màu của nó là nó rõ. Mảng màu của mẹ thì nó pha lẫn màu đen như màu cổ hay mà màu mặt này, mà màu của bố thì nó rõ mà màu. Cái đầu thì cũng là cái đầu của bố luôn rồi. Đây. Cái bụng của chúng nó. Thôi. Cái tuổi này có cái bụng. Nó đeo cái bụng này. Ok, à bao nhiêu phút rồi? Hả? 10. 10 phút rồi. Dài quá rồi. Thôi chờ đến giờ đẹp rồi cho Nemo bay thôi. Bây giờ là 12 giờ trưa. Trời đang mưa, Hà Nội đang mưa. Chờ 4 giờ là sẽ cho Nemo sang bên vận chuyển và 8 giờ Nemo bay. Đêm nay là Nemo ở Sài Gòn rồi. Đêm nay là chủ đoán rồi. Ha. Ok, chào mọi người nhá. Quay cái mặt của Nemo phát nữa nè. Đây, cho vào giữa video. Xem là để lấy cái gì nữa nè.